Đây là cách chặt đất của mấy anh em tàn hang nha anh em. Chặt đất này có gắn cái ghế ngồi nha. Mình khi mình đạp đất thì mình đứng lên cái đầu đạp. Còn khi mình nhả đất ra mình quay đầu vòng lại thì mình ngồi. Đó anh đang ngồi đó. Hôm nay đi làm không có đem theo cái cây chống rung á. Quay chắc có thêm ha. Khi nào mình không có đạp cái mình ngồi, khi nào mình đạp mình đứng lên đạp nè. Đó đạp xuống cái nó giận sóng á, cái mình quay ngược cái lên mình vuốt lên, vuốt cái sóng nhỏ lại đó, anh sẽ đảo ngược lên anh vuốt cái sóng tràn qua bên đây á, coi như là bát đạp xuống bát vuốt về á, đất nó mới bằng mới lắng. Máy này là động cơ Kubota 140 nha. Còn cái máy hôm qua xuống phà là Kubota có 100 à. Xuồng này là xuồng IC9 nha. Có chế cái dè trắng bùn cho đỡ văng vô mặt á, làm đỡ vậy mà cũng đỡ văng lắm đó, đạp có dán mình có thể nghiêng qua nghiêng lại liếc cạnh rồi đó, ví dụ như đường bìa này nè là sẽ dán sẽ đi xéo liếc đem đất vô nha, không tràn ra mương, tràn xem ra mương người ta sẽ chê. Ông chủ ruộng ông chạy ra ông rủ mình đi nhậu anh em ơi. Mà vô đi nhậu với ông chủ ruộng ơi. Đây ông chủ ruộng ông rủ mình nhậu anh em ơi. Lên xe hả? Tính quay clip mới có chút đi nhậu rồi sao quay? Giờ mắt đi nhậu rồi chắc tạm ngưng nha anh em, hẹn dịp khác mình quay tiếp ha.